Cho nên, khi chưa có được trí huệ chân chánh, thì chúng ta không nên sanh tâm quỷ báng Tam Bảo, và cũng đừng rao nói lỗi của tứ chúng. Cho dù họ rõ ràng là có lỗi, quý vị cũng chớ vội phê phán. Vì sao? Vì nếu biết được cái sai của người ta, thì hãy lấy đó mà răn mình để tránh và làm cho đúng là được rồi. Chứ đừng như cái máy chụp hình, toàn là chụp hình cho người khác, tự mình thì không chụp được cho chính mình. Thế nên chính mình hình dạng như thế nào thì lại không hay, không biết. Giảng đến đây, tôi nhớ đến một công án về Chí Công Thiền Sư, đời vua Lương Võ Đế ở Trung Hoa. Mỗi ngày Chí Công Thiền Sư đều ăn hai con chim bồ câu. Thấy thế, người đầu bếp nghĩ rằng thịt bồ câu hẳn là ngon lắm. Và một hôm, anh ta lén ăn bớt một cái cánh của chim bồ câu. Ngài Chí Công sau khi ăn hết hai con bồ câu thì hỏi anh ta: "Tại sao ngươi ăn vụn thịt bồ câu của ta?" Người đầu bếp liền chối: "Bạch thầy, con đâu dám làm thế." Ngài Chí Công gặng hỏi: "Không phải sao, ông xem này." Nói xong, ngài há miệng và khạc ra hai con chim bồ câu. Một con vỗ cánh bay đi liền, còn con kia thì không bay đi được, vì bị thiếu mất một cái cánh. Và ngài hỏi tiếp trước sự sửng sốt của người đầu bếp: "Nếu ông không ăn thì cánh của con chim này mất đi đâu?" Quý vị xem, cùng là ăn thịt chim bồ câu đã được nấu chín và chặt nhỏ, mà Chí Công Thiền Sư thì có thể khạc ra lại nguyên vẹn con bồ câu còn sống, còn người đầu bếp thì không có được khả năng ấy, ăn vào bụng rồi là thôi, chẳng thể làm cho nó sống lại được. Cho nên cảnh giới của Chí Công Thiền Sư là ăn mà như không ăn. Quý vị xem, cảnh giới của bậc A-la-hán thật là không thể nghĩ bàn. Do đó, chúng ta là những người tin Phật thì không nên ngồi lê đôi mắt, rao nói lỗi của tứ chúng. Bởi nếu đối tượng mà quý vị xúc phạm là người bình thường thì có thể không hề gì. Nhưng nếu nhầm bậc thánh nhân đã chứng quả thì quý vị sẽ mang tội. Mang tội thì sẽ ra sao? Thì quý vị sẽ bị đọa địa ngục.